Đi chợ chiều mua rau, cô gái thích thú quay lại khoảnh khắc các chủ sạp cùng nhảy bài thể dục cuối ngày. Theo đó, nhân buổi chợ chiều, khách cũng vãn đi ít nhiều, nên các cô các bác ở phiên chợ tụ họp lại với nhau, xếp thành đội hình đội ngũ, thả mình nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc sập sình, vừa giãn gân giãn cốt, vừa để cho thư thái tinh thần sau một ngày buôn bán vất vả, lại vừa tăng thêm cái nghĩa cái tình, cả cái sự đoàn kết của mấy chị em tiểu thương trong khu chợ. Hoạt động thể dục giữa giờ của các bác các cô đã được cộng đồng mạng nhiệt liệt tán dương và vô cùng ủng hộ. Nhiều người đã lên tiếng đồng tình, thậm chí còn đề nghị nên phát huy và nhân rộng mô hình ra những khu chợ khác. Một số bình luận được mọi người để lại: lỡ có khách tới mua thì khách ta thích gì tự lấy, trả tiền tùy tâm, đang bận quan tâm tới sức khỏe rồi. Rất tốt, mô hình này nên phát triển mạnh hơn nữa, rất có ích cho sức khỏe và tinh thần, ủng hộ các bà, các mẹ, các bác, các cô nhé.